Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự đại hội có đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và gần 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.657 đoàn viên thanh niên thuộc 45 tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần giáo dục cho đoàn viên thanh niên trong khối vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Các phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục đạt được kết quả nổi bật với tổng giá trị thực hiện hơn 10,5 tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng đảng cũng được chú trọng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đề nghị đoàn khối cần có giải pháp đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành đoàn cấp cơ sở chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất, chủ động tích cực và là lực lượng nòng cốt tham gia công cuộc chuyển đổi số toàn diện, đồng thời tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.